Nguyễn Xin, Tốn trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai có 7 vợ, lập cơ sở từ thiện ma bắt trẻ em phải lao động. Trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai bất ngờ trùng tên với người đứng đầu cơ sở từ thiện không giấy phép, biến trẻ em thành công cụ lao động vào năm 2017. Những ngày vừa qua, thông tin việc tỉnh Thất Bồng Lai lên tiếng kêu cứu vì sự mất tích của cô gái Diễm My đang gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể nguyên nhân tỉnh Thất đưa ra là gia đình vu cho tỉnh Thất đã giấu con của họ đi. Tỉnh Thất sợ tính mạng các tăng ni trong chùa bị đe dọa. Thế nhưng giữa những lùm xùm vẫn chưa có lời giải, chưa biết ai đúng ai sai thì mới đây, trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai, thầy Thích Tâm Đức, tên tục là Lê Tùng Vân, đã bị cư dân mạng đào bới chuyện quá khứ, nghi vấn ông lừa đảo chăn dắt trẻ em. Nguyên nhân là do bài báo đề cập đến cơ sở từ thiện ma bạo hành trẻ em vào năm 2007, có xuất hiện cái tên Lê Tùng Vân vô cùng quen thuộc. Bên cạnh đó, người tên Lê Tùng Vân này còn bị tố cáo có hành vi đánh trói các bé bằng dây xích, với lời biện hộ các bé bị tâm thần trói cho khỏi đi lạc. Hàng xóm của trại trẻ mồ côi này cho biết từng thấy có em khi vi phạm kỷ luật của trại đã bị ông Vân trói treo lên trần nhà, rồi cho một số người trong trại mỗi người đánh vài roi. Trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai bị nghi chính là người đàn ông tên Lê Tùng Vân, từng mở trại mồ côi ma chăn dắt trẻ em năm 2007. Sau khi trại này bị đình chỉ hoạt động do không có giấy phép, mạo danh cơ sở thờ tự thì sau nhiều năm phiêu bạt từ Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, đến năm 2015 trại này chuyển về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An đổi tên thành tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng ai hỏi thì đều nói là chùa Bồng Lai. Nhiều người còn cho rằng các sư thầy từ tỉnh Thất đều là con ruột trụ trì. Mới đây Nguyễn Xin, một trong những hiệp sĩ đường phố nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng đã đăng đàn bóc phốt đời tư thầy Thích Tâm Đức. Người gào thét trong clip và luôn mồm tố cáo công an bắt cóc Diễm My chính là ông Lê Tùng Vân, 88 tuổi. Một thạc sĩ của những 20 năm trước, khoảng 10-20 năm trước, một mình cụ Vân sống cùng lúc với 7 bà vợ tại khu tỉnh Lộ 10, Láng Le, Bầu Cò, ngay cổng trường Lê Minh Xuân, huyện Quỳnh Chánh bây giờ. Ít ai biết, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Huyền Trân và hàng loạt tăng ni khác tại tỉnh Thất Bồng Lai là con của cụ Lê Tùng Vân này. Hiện tại mẹ ruột của những người này vẫn đang chung sống với cụ và các con tại đây. Khoảng thời gian sống ở tỉnh Lộ 10, cụ Vân thường xuyên bị tố cáo là lừa đảo quỵt tiền của khá nhiều người, công an Bình Chánh cũng không lạ gì cụ Vân. Nguyễn Xin là một trong những dân mạng lên tiếng tố vị trụ trì này. Hiện tại nhiều người lo lắng cho cuộc sống của năm chú tiểu sẽ bị ảnh hưởng. Chưa biết thông tin của Nguyễn Xin đưa ra đúng hay sai, thế nhưng người đàn ông tên Lê Tùng Vân mở trại mồ côi ma khi xưa và trụ trì tỉnh Thất Bồng Lai hiện tại rất có thể cùng một người. Không ít người lo sợ năm chú tiểu Bồng Lai đang bị lợi dụng để kiếm tiền, lại có người tin tưởng tỉnh Thất bị vu oan.